Xin chào các bạn, mình là Thúy, phụ trách chuyên mục ô tô tại Chợ Tốt. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký, đăng nhập tài khoản thành viên trên Chợ Tốt như thế nào. Các bạn có thể đăng ký trên web như Google, Safari, hoặc có thể tiện theo dõi hơn, các bạn tải app ứng dụng Chợ Tốt trên điện thoại về máy. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký, đăng nhập trên app của Chợ Tốt như thế nào nhé. Đầu tiên, nếu mà chưa có sẵn ứng dụng trên điện thoại thì bạn có thể vào App Store hoặc là CH Play gõ chữ Chợ Tốt. Đây là app của Chợ Tốt trên điện thoại. Mình đã có sẵn rồi nên là sẽ vào trực tiếp luôn. Đây là trang chủ của Chợ Tốt. Để đăng ký đăng nhập tài khoản thì bạn vào mục thêm phía bên dưới tay phải của màn hình, ấn vào đăng nhập, đăng ký. Nếu chưa có tài khoản thì bạn ấn vào nút đăng ký màu xanh bên phía dưới của màn hình, gõ số điện thoại. Và cài cái mật khẩu cho tài khoản này. Ấn vào tiếp tục. Sau đó sẽ có một mã xác nhận về tin nhắn của bạn. Và ấn xác nhận là mình đã cài xong thành công cái tài khoản này. Để đăng nhập vào tài khoản thì bạn gõ cái số điện thoại vừa nãy vào mà bạn đã đăng ký và gõ mật khẩu. Đây. Tài khoản này bạn có thể chỉnh sửa trang cá nhân bằng cách vào trang cá nhân của bạn. Vào phần chỉnh sửa trang cá nhân. Ở đây bạn có thể sửa tên, họ và tên. Nếu chưa kết nối Facebook thì bạn có thể ấn vào chưa kết nối và ấn tiếp tục. Bạn có thể thêm địa chỉ email, địa chỉ mà bạn đang cần đăng bán, giới tính, danh mục yêu thích, ngày tháng năm sinh và mã số thuế. Và ấn lưu. Để đăng xuất tài khoản thì bạn ấn vào nút mũi tên ngược, đi ngược trở lại ở phía góc bên trên tay phải của màn hình là đăng xuất tài khoản. Trong trường hợp bạn quên mật khẩu, bạn có thể ấn lại cái số điện thoại mà bạn đã đăng nhập tài khoản. Sau đó gõ vào quên mật khẩu. Gõ tiếp số điện thoại bạn đã đăng nhập. Ấn đồng ý. Khi đó sẽ có một mã xác nhận gửi về tin nhắn của bạn để mình cài mật khẩu mới. Mình sẽ gõ cái mật khẩu mới vào. Và ấn hoàn tất. Sau đó đăng nhập lại theo cái mật khẩu mới mà mình vừa đã cài đặt. Rất là đơn giản. Trên đây là toàn bộ phần đăng ký, đăng nhập tài khoản thành viên trên Chợ Tốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.